Hello anh em, xin chào quý vị và các bạn. Có một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. 700 triệu đồng, muốn sở hữu một em sedan thì mua xe gì? Vâng, đó luôn là câu hỏi đau đáu của rất nhiều người trước khi muốn sở hữu một mẫu xe, mà đặc biệt là chỉ có cái tầm giá là dưới 700 triệu đồng mà thôi. Và trong video này thì mời mọi người cùng Auto Daily đi nghĩa lại một vòng các mẫu sedan trong tầm giá dưới 700 triệu tại thị trường Việt Nam. Đứng vị trí thứ nhất chính là chiếc Honda City với mức giá từ 559 triệu đến 599 triệu đồng. Thì Honda City 2018 theo đuổi một phong cách thể thao năng động với kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.440mm, 1.694mm và 1.477mm. Khá bề thế và mới mẻ. Không gian nội thất rộng rãi với chiều dài cơ sở là 2.600mm được tích hợp những cái tiện nghi khá là hiện đại và phong cách. Có thể nói chiếc Honda City 1.5 top được thiết kế một cái khoang cabin khá rộng rãi, trẻ trung và có phần nịnh mắt hơn so với thế hệ trước. Với phiên bản 1.5 top thì được trang bị động cơ 1.5 lít Ivtech SOHC điều khiển bằng van biến thiên điện tử, mang lại cái công suất khá là mạnh. Ở trong phân khúc, sản sinh cái công suất cực đại là 118 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 145 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Và xe thì cũng có được những cái trang bị tính năng an toàn khá là chỉnh chu, bao gồm như là hệ thống chống bốc cứng phanh ABS này, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Bên cạnh đó thì còn các cái chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VAS và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS. Và ở cái vị trí thứ hai này thì chắc chắn chúng ta vẫn lại phải nhắc đến cái mẫu Toyota Vios với phiên bản G đi cùng với hộp số CVT. Một mẫu xe thì với Toyota Vios thì luôn được gắn kèm với một cái tên gọi là bình mới rượu cũ. Và từ năm 2017 thì cái động cơ mới đã được trang bị cho những mẫu Toyota Vios và có một số những cái trang bị an toàn tiêu chuẩn ở trên các cái phiên bản được nâng cấp, giúp Toyota Vios có phần chạy độ ổn định hơn trên các cái cung đường như là đường trơn trượt, giúp người lái, giúp những người cầm lái có cái sự tự tin và an tâm hơn. Và đặc biệt thì ở trên phiên bản G, vâng, ở phiên bản G thì có thêm cảm biến lùi. À, không có camera lùi nha các bạn. Giống với người tiền nhiệm năm 2017 thì Toyota Vios 2018 thì vẫn sử dụng cái động cơ 4 xi lanh hút khí tự nhiên, dung tích là 1.5 lít, mang cái tên mã là 2NRFE. Xe có cấu hình dẫn động cầu trước và tùy chọn hộp số sàn 5 cấp ở trên bản EMT hoặc là hộp số tự động vô cấp CVT là bản E-CVT và bản cao cấp nhất là bản G-CVT mà Duy vừa nhắc tới với quý vị và các bạn. Công suất tối đa thì chỉ ở mức 107 mã lực mà thôi, ở 6.000 vòng trên phút ạ. Mô men xoắn cực đại thì đạt 140 Nm tại 4.200 vòng trên phút. Chiếc Mazda Philip này thì đã được ra mắt với 3 phiên bản, là phiên bản Mazda 3 1.5 lít sedan này, Mazda 3 1.5 lít hatchback này và Mazda 3 2.0 lít sedan. Ở cái lần nâng cấp năm 2018 thì Mazda 3 được thay đổi ở một số những cái vị trí như ở thiết kế bên ngoài và một chút ở phần nội thất bên trong. Nếu như chúng ta xét về tổng thể cả cái khoang nội thất của chiếc Mazda 3 thì đây là một mẫu xe mà chúng ta sẽ phải đánh giá rằng nó sẽ có phần nhỉnh hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Xe thì cũng sử dụng cái khối động cơ 1.5 lít, động cơ i4 DOHC 16 van cho công suất cực đại và mô men xoắn cực đại lần lượt là 110 mã lực và 144 Nm. Mazda 3 thì cũng được trang bị những cái tính năng, những cái công nghệ hỗ trợ an toàn ở mức cơ bản với phanh ABS này, EBD, BA, hệ thống ổn định thân xe khi vào cua, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC hay là hỗ trợ xuống dốc. Đặc biệt hơn nữa là năm 2018, cái phiên bản nâng cấp thì xe đã được trang bị cái công nghệ G-Vectoring thông minh và giúp chúng ta vào cua được chắc chắn, an toàn, cái cảm giác vào cua nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cả phiên bản trước đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một hãng xe đến từ Hàn Quốc, hãng xe Hyundai với cái mẫu Elantra 2.0 AT. Đi kèm cái mức giá này thì các cái trang bị ngoại thất đáng chú ý của Hyundai Elantra 2018 chúng ta có thể kể đến ngay, như là lưới tản nhiệt 6 cạnh to bản này, được mạ chrome xung quanh viền để tăng thêm cái độ bắt mắt khi chúng ta nhìn từ trực diện từ đầu. Nếu mà ai đó trong các bạn đã từng cầm lái hay là đã từng trải nghiệm cái mẫu xe Hyundai Elantra này rồi thì mời các bạn comment ngay phía dưới video này về những cái ưu điểm hay cũng như những cái mà các bạn không thích ở trên chiếc Hyundai Elantra. Bên cạnh đó thì xe cũng được trang bị khá nhiều những cái trang bị tiện nghi như là màn hình cảm ứng 7 inch này, vô lăng bọc da 3 chấu này, cùng với cả các cái phím chức năng điều khiển. Tiếp theo là chúng ta sẽ kể đến cái mặt
giải trí và đa phương tiện của chiếc Hyundai Elantra. Xe thì được trang bị cái hệ thống âm thanh 6 loa, đồng thời là chúng ta có thể chơi nhạc hay phát nhạc qua các cái định dạng như là MP3, kết nối AUX, USB, Bluetooth hay là chúng ta nghe nhạc radio. Tất cả những cái trang bị này thì hứa hẹn cho những cái người trải nghiệm ở trên Hyundai Elantra một cái cảm giác đầy đủ. Xe cũng được trang bị những cái công nghệ an toàn như là hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD này, hệ thống kiểm soát thân xe VSM. Có lẽ chúng ta sẽ phải nhắc tới một đối thủ đồng hương của Hyundai, đó chính là Kia. Vâng, mẫu Kia Cerato 2.0 Premium tuy mới chỉ được ra mắt chính thức tại Việt Nam ít ngày trước đây thôi, nhưng mà nói chung thì Kia Cerato 2.0 Premium được quan tâm đặc biệt ở mọi tầng lớp khách hàng, ở mọi lứa tuổi. Luôn sở hữu cho mình một cái kiểu dáng thể thao thì Kia Cerato bản 2.0 Premium có cái kích thước tổng thể là 4640mm, chiều dài, chiều rộng là 1800mm và chiều cao 1450mm. So với thế hệ trước thì phiên bản 2019 này có kích thước tăng lên đáng kể ở cả chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Đặc biệt là chiều dài của xe khi tăng thêm đến 80mm. Phần đầu xe đặc trưng với cụm lưới tản nhiệt mũi hổ bao trùm với mảng lưới kim cương trông rất là nổi bật. Cụm đèn pha trước thì đã được nâng cấp thành dạng đèn pha LED với cái thấu kính. Đèn báo rẽ thì được thiết kế trải xuống dưới với ngang hốc hút gió. Ngoài ra phần cản trước của xe cũng rộng hơn, mang tới cảm giác bề thế và có phần vững chãi hơn so với thế hệ trước. Điểm nhấn của phần thân xe chính là các đường gân dập nổi chạy dài từ đầu tới cuối xe. Phần đuôi xe thì có khá nhiều cải tiến so với cả phiên bản trước đây, đặc biệt là dải đèn LED uốn lượn hai bên cụm đèn hậu. Đèn báo rẽ cũng được thiết kế xuống bên dưới khiến xe nhìn từ đằng sau khá thoáng và bắt mắt. Nếu như các bạn quan tâm tới chiếc Kia Cerato bản 2.0 Premium thì có thể search ngay ở trên kênh Auto Eli để xem đánh giá nhanh về chiếc Kia Cerato này của anh Hùng Xe Cỏ. Vậy quý vị và các bạn đã, đang và chuẩn bị sở hữu cho mình mẫu xe nào? Vui lòng comment ngay phía dưới video này. Và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!